Mbappe, Bellingham và Vinicius làm khó huấn luyện viên Ancelotti. Dù Bellingham, Kylian Mbappe và Vinicius Junior là ba trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại, nhưng việc để họ cùng nhau trên sân có thể là một thách thức đối với huấn luyện viên Carlos Ancelotti. Sự xuất hiện của Mbappe khiến Real có 5 cầu thủ tấn công hay nhất thế giới. Sau hơn 3 năm đồn đoán, vào thứ Ba ngày 16 tháng 7, cầu thủ người Pháp Kylian Mbappe cuối cùng đã khoác áo Real Madrid và bắt đầu thực hiện ước mơ thời thơ ấu. Real cuối cùng cũng có được cá voi trắng của mình. Nhưng trong khi tất cả chỉ là sự hưng phấn, bởi thực tế vẫn phải tìm ra câu trả lời cho câu hỏi mà cả thế giới bóng đá đang đặt ra. Huấn luyện viên Ancelotti phải đưa Mbappe vào hàng tiền đạo toàn sao vừa vô địch Champions League kiểu gì? Tất nhiên, việc có một cầu thủ tầm cỡ như Mbappe không bao giờ là điều xấu, nhưng sẽ không dễ để huấn luyện viên Ancelotti có thể sắp xếp mọi thứ suôn sẻ trong khi vẫn đảm bảo được vai trò của Jude Bellingham và Vinicius Junior. Không đơn giản để ném Mbappe vào một đội hình xa lạ và mong đợi anh và phần còn lại sẽ hòa nhập ngay lập tức. Trên thực tế, lịch sử gần đây đã chỉ ra rằng đây hoàn toàn không phải là một ý tưởng hay. Cây đinh ba Lionel Messi Neymar Mbappe ở PSG được cho là bộ ba tấn công vĩ đại, nhưng đó lại là một thảm họa. Cả ba chưa bao giờ thực sự tấn công bởi trở ngại đến từ chấn thương, cái tôi và sự thiếu sót trong phòng ngự đã biến một trong những đội tài năng nhất thế giới trở thành trò cười của Champions League trong hai mùa giải liên tiếp. Cách an toàn nhất sẽ là Endrick chơi ở vị trí số 9, với Mbappe và Vinicius ở hai cánh. Đúng là Mbappe không phải là nhân vật phản diện duy nhất trong câu chuyện đó, Messi chưa bao giờ muốn đến Paris. Trong khi cuộc sống hỗn loạn và mắt cá chân yếu ớt của Neymar rõ ràng cũng không giúp ích được. Nhưng Mbappe được cho là trung tâm của dự án. Có lẽ là hơi quá khi yêu cầu một cầu thủ mới bước sang tuổi 25 vào tháng 12 năm 2023. Thực tế cho thấy, anh chưa bao giờ trở thành trung tâm của cỗ máy. Thay vào đó, Mbappe bị cuốn vào cuộc đấu tranh cái tôi dẫn đến sự thất vọng to lớn. Real hãy cảnh giác. Mặc dù họ là một câu lạc bộ khác, có một huấn luyện viên và ông chủ đã quen với việc giải quyết các vấn đề nghiêm trọng. Bellingham, Vinicius và Rodrigo, xét về mọi mặt, đều là những đồng đội tốt. Nhưng sự tụ hợp của các tên tuổi lớn đều gây ra vấn đề. Điều đầu tiên cần thiết lập ở đây là lối chơi hiện tại của Real và cách hệ thống đó tận dụng tối đa Bellingham. Cầu thủ này không chơi ở vị trí tiền đạo cũng như không thực sự là một tiền vệ tấn công. Ancelotti đã mô tả Bellingham như một số 9 giả. Nhưng cũng không đúng. Bellingham xuất phát từ vị trí sâu hơn và chạy tới hàng phòng ngự đối phương với bóng dưới chân. Và đó là cách anh kết thúc mùa giải với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Real ở La Liga mùa trước. Vai trò của Bellingham bị bóp méo bởi việc Real thường xuyên phải đối mặt với những hàng thủ rắn ở La Liga. Bellingham là cầu thủ ghi bàn hay nhất của Real mùa trước dù không phải trung phong. Anh cũng có quyền tự do di chuyển và thường tiến về phía trước. Tuy nhiên, anh không phải là một tiền đạo, Bellingham chỉ đơn giản là ghi rất nhiều bàn thắng. Và việc duy trì điều đó trong khi đưa Mbappe vào đội hình xuất phát không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Vậy Bellingham có thể trở thành số 9? Đưa Bellingham lên vị trí này có lẽ là cách đơn giản nhất để thành lập một đội bóng mới với sự tham gia của Mbappe. Cầu thủ người Pháp thoải mái nhất khi chơi ở vị trí cánh trái, và Vinicius sẽ không gặp vấn đề gì khi thích nghi với cánh bên kia. Phải thừa nhận rằng, có một số vấn đề ở đây cần được giải quyết, chủ yếu là do cầu thủ người Brazil không có kinh nghiệm chơi bên cánh phải. Trong khi vẫn còn phải xem liệu Bellingham có thực sự phát triển tốt như một tiền đạo thuần túy hay không. Trong khi đó, Rodrigo có khả năng sẽ bị loại mặc dù anh có phong độ tuyệt vời ở mùa giải trước. Nhưng nếu Ancelotti muốn có 11 cầu thủ giỏi nhất trên sân thì đây có thể là cách lý tưởng để thực hiện nó. Hoặc có lẽ Mbappe nên đá trung lộ. Sự linh hoạt của Bellingham làm nảy sinh ý kiến anh có thể chơi ở vị trí số 4, số 8 và số 10. Cả trong những tháng cuối cùng ở Dortmund và tại Euro 2024, Bellingham đã chơi ở vị trí kết hợp giữa số 8 và số 10, phía sau bộ ba tiền đạo. Sở hữu quá nhiều ngôi sao trên hàng công là vấn đề của Real. Ở đó, anh được coi là người sáng tạo chính của đội, đồng thời sử dụng năng lượng vô biên để hỗ trợ phòng thủ khi cần thiết.
việc đặt Rodrigo vào một vai trò tương tự như một phần của bộ ba tiền vệ chắc chắn không phải là điều không thể. Điều đó sẽ cho phép Rodrigo có một suất trong đội hình xuất phát và có khả năng cho phép Vinicius có cơ hội chơi ở vị trí ưa thích bên cánh trái. Nhưng liệu việc chuyển Mbappe vào trung tâm hàng công có phải là quyết định đúng đắn nhất? Vào tháng 10 năm 2022, Mbappe đã có một bình luận khét tiếng nhắm vào cựu huấn luyện viên Christo Ganti khi ông bố trí anh ở vị trí số 9 ở PSG. Mặc dù Mbappe chắc chắn có thể tái hiện thành tích ghi bàn của Karim Benzema, nhưng rõ ràng anh không muốn đóng vai trò đó vì anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi có thể lùi vào trung lộ từ cánh. Nhưng Mbappe sẽ không phải là gương mặt mới duy nhất trên hàng công Real mùa tới. Endrick sẽ hoàn tất việc chuyển đến Real khi anh tròn 18 tuổi vào mùa hè này. Và Ancelotti sẽ cần tìm một vai trò cho thần đồng người Brazil trong đội Real. Vị trí tốt nhất anh vẫn gây tranh luận bởi từng chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm, tiền vệ cánh và thậm chí là số 10 trong các giai đoạn khác nhau. Hãy nhớ, Endrick mới 17 tuổi, nhưng nếu đủ gây ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải, anh có thể có một suất trong đội hình xuất phát. Nếu điều đó xảy ra, cách an toàn nhất sẽ là Endrick chơi ở vị trí số 9, với Mbappe và Vinicius ở hai cánh. Thậm chí có thể có chỗ cho Rodrigo và Bellingham trong đội hình đó, khi cầu thủ người Brazil chuyển sang chơi số 10 và Bellingham ở hàng tiền vệ. Điều này có thể hạn chế tác động của Bellingham trên hàng công, nhưng đây sẽ là đội hình có đủ bàn thắng bình quân đầu người. Tuy nhiên, liệu một đội hình với nhiều tên tuổi tấn công có thể đủ cân bằng hay không vẫn còn là điều còn phải tranh luận. Có lẽ tất cả điều này không quá phức tạp để có đội hình lý tưởng. Hệ thống hiện tại của Real hoạt động tốt đến mức vô địch La Liga và Champions League. Và vai trò của Bellingham chơi sau Vinicius và Rodrigo đã được chứng minh là một bước đột phá của Ancelotti. Mặc dù sự thật là cả hai cầu thủ người Brazil đều phải mất một thời gian để tìm được chỗ đứng trong vai trò mới, nhưng một khi họ đã làm được điều đó, Real đã trở thành không thể ngăn cản. Đưa Mbappe vào đội hình xuất phát thay Rodrigo có vẻ là cách tốt nhất để tận dụng tối đa hai cầu thủ quan trọng nhất ở hàng công mới đầy tiềm năng của Real. Vinicius sẽ phải thích nghi với vai trò mới một lần nữa và Rodrigo có thể sẽ bị thay thế. Nhưng xét cho cùng, khi đội bóng được cải tổ để phù hợp với nhu cầu của 3 trong số 5 cầu thủ hay nhất hành tinh, nó là điều hợp lý.